khăn đâu. À, vấn đề gì? Tôi không ai. Đầu cánh anh. Mày fan skill anh. Ai đâu. Con mình đó nè. Ra đập con mình đó nè kia ơi. Tôi mà đập ra xong. Cung điện đỏ nhìn vào 10 con ra mình cóng vãi luôn. Cung điện đỏ cái đầu bù, cung điện đỏ cái đầu bù lâu luôn, lâu luôn. Trời ơi, bắn con kỳ ra, mày to nó bắn con kỳ ra. Không sao, không sao, không sao. Trời ơi, bắn chết từng con một. Làm sao? Có anh ở đây, có anh ở đây. Nó nghe cũng nói đam to rồi. Nó phải chết, nó phải chết. Sao? Gái. Là Blue Shirt. Xăm xây nhà nguyện ở vô. Game là dễ, game là dễ. Mấy cái thằng chết tuyệt rắc. Này tấn nhà đánh này, đi cái tầm á. Mời đi. Đây, mình ra cái tầm này. Ủa, ao phòng đó, ao cái đùm đó đi nha, tại tao đã bấm thoát rồi, không lộ thoát kìa. Đúng rồi. Thì cái tầm cái khai nào, khai lên chưa? Không có A nào. Cái tầm máy mà, cái tầm nó mắt. Ok, 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 mà đây, mà đây, mà đây. Mày đánh răng đi. Sức khỏe đi. Nhà mấy người mệt mỏi người ta đánh nomad cho nó từ từ chậm chạp á. Khan đâu ạ? Làm gì? Vấn đề của mày là gì? Vấn đề của mày là anh. Muốn gì? If you online call me. Call thì làm cái lôn gì? I see you online. Muốn chơi cái đồ bùi gì đi. I want to play rank. Rank kilo. Why and why? Mày nhá, mày nên kết hợp với cái thằng như kiểu Kiệt Trần. Oh, I know so Kiệt Trần him working in a company or I don't know. Kiệt Trần. Oh, invite me why à? What? No, what day? Cái gì đây? Chơi cái gì đây? Khai hai. Cái này 300 bốp này. Của Lyric luôn này. Ôi giời. Lyric đó. Tưởng đâu? Này, đây này. Không có lên đúng nào đấy, đúng nào, đúng lộn rồi. Đâu? Lyric đâu? Quá. Ủa Lyric đâu, đúng nào ta? Lyric đâu? À đây. Lyric thì nó. Quát nào, cho phòng nào đi xem nó thấy đâu. Ui dồi, hai dân vì cái tội tham lam này. Tôi tìm thấy rồi, vãi cả lồn khu rừng mê hoặc luôn. Mẹ. Thôi. Mà đây, lý rít. Mẹ đã mộng hậu rồi. Anh Khan tìm hai anh ơi. Hai cái lồ. Tìm cái đầu bùi. Anh ơi, nếu có Mali này, nếu mà khắp biển, ưu tiên khắp biển trước hay ưu tiên đi buồn trước anh Khan? Cái gì? Nếu mà anh cái con Mali mà gặp biển ấy thì ưu tiên ăn biển trước hay ưu tiên đi buôn trước? Con đéo nào bây giờ vào đời một phát là đi ăn biển. Cái này rồi. Thế à? Ơ thật sao mình không tập trung lực mình đi buôn. Vâng, khổ thân Lyric, mẹ mày hot tao cùng. Tao đang nghe Việt Nam ở đầm. Chờ giờ chơi với Trung Quốc đi.
Vô có ăn hai không mà vô này kêu ơi. Thôi đường lý rồi. Đường lý rồi. Rồi không? Có rank team không nhỉ? Nào rank team không? Ai? Không à. Không à. Không đi, anh em mình rank team đi. Tuấn à. Ừ. Mà đây mà uy tín lắm Tuấn ạ. Mai không không uy tín à. Mai đọt. Hay là tập hợp một team mạnh mẽ đi đánh team đánh rank tiếp như buổi chiều mà công nhận này. Tập bốn cái thằng khỏe và đấm mấy thằng nước ngoài, đéo thằng là trụ được 20 phút. Đi đến mở máy nhá. Ok đi, đi anh Trang đi anh Khan này. Cách thằng Tống này đây. Lúc đấy, lúc chiều này anh Khan chơi với ai mà bốn thằng khỏe. Đéo nhớ luôn. Anh mẹ không có. Đấy cơ lột anh bị bệnh khỏe. Anh nhớ không được tốt. Vì lớn. Mẹ à, mì nó lại già kia luôn đi. Ba kiểu cũng kiểu anh cho vào để làm diễn viên phụ thôi. Anh không quan tâm lắm. Mặc dù bọn nó ngồi nó boom biết các kiểu đấy nhưng mà ăn thua không thể chủ quá được ấy. Bọn nó đánh đến tầm phút 15 là chúng nó rượu dạo rồi. Như cái trận mà kia nha, mà bên kia không thắng cánh, anh em mình về bật ba là thắng, là thắng cánh. Anh có thấy hai ca thực trong người. Thằng nào? Thằng anh á, chẳng cầm anh á. Ờ, hai con anh. Hai con anh nói đúng không? Mời thằng em anh nhưng nó là chắc chắn không lên được. Mà nó yếu hơn em vì là nó bị chém dân rồi. Tắt bình em quen nóng nhỏ là ba, em lên ba đang là trước à. Căn bản là bọn kia nó phá quá. Người ta đang gãi. Cũng chung Kondo nó bắn mình là thao này hai chết. Thế mà lên ba rồi đâu sợ. Nó bắn kỵ còn chết cơ mà, nó bắn kỵ nhẹ còn chết mà. Kiểu kỵ nhẹ vớ vẩn, nó xỉa rồi. Bắn rồi. Tổng nó đâu? Được một cục đó. Lên đời 3 là đi thẳng vào nhà được, đời 2 chưa đi được. Đời 3 tao đi vào tao chém dân con mẹ luôn, để nó làm ăn cặc thì đánh lúc sau hết quân. Rồi, đời 2 vừa có máu, à lộn đời B vừa có máu và cái chép ở đây nổi chứ. Mày ghép đời B con anh được cộng một mớ này phải ít à. Không thì T1 kinh quá. Phun cái đe thì mở đi. Phun em yeah, với cái thằng bị bợm này phun nhá, khoảng phun rồi đây quăng không đâu mắt này mắt gì vậy Vũ không được rồi thôi phun gì đánh đi mày em có đi bắt ra ai chơi đâu cái thằng điên này thì mày phòng còn chưa hot mày cứ nghĩ thằng điên này thì điên này đủ mẹ ờ, mắt nhà mày cái thằng là bờ này nó cứ chờ dây con này mày nó bắt một mình nó thôi xong rồi nó sẽ về tao đâu tụi nó đánh 22 tới tay anh Khang full phòng rồi tụi nó đánh 22 chứ cái biết đâu hùng mà mày điên rồi hùng đâu hùng áo rồi hùng online vừa vẩn luôn chả chớp để đến tên những thằng vừa vẩn đi nó đi vay hùng nó off bà rồi đi đâu rồi ơ bị thằng lồn hùng nó lừa anh em mình rồi tao vay cái cực mời mời lên bà Ừ, đánh ra ba đi anh em. Từ hùng mà lộc tốn nó bị gan đấy. Không biết đâu. Anh em bị bao nhiêu? Anh Khan em mới tìm được bài hay lắm. Vớ vẩn cũng bị mà trừng phạt. Vớ vẩn lắm đấy. Cố thì thua rồi đấy. Anh chôn lắm rồi. Ôi mẹ. Lịch sử đấu như này cơ mà. Sáng nay đánh cùng lồ tôi đi cay thật bị lúc thua không nói vậy đây đã lúc thua không nói vậy đây thua đồng đội đi đít nó đít mạng thì mày cái đéo gì rồi sao mày bị đít rồi đất hay sáng nay Lumber xem Tony nó làm cái lồn thì trong 23 phút đấy Lumber hiểu mày cay thật. Cái thằng điên ra đi mẹ nó cứ vẽ vời mấy vớ vẩn. 23 phút có đời 2, cay vãi luôn. Chọn rồi, cái chọn hôm bữa thì kêu nó chăng cái thằng Ottoman đây, cái thằng Trung Quốc đâu dưa cái điếu gì đâu mà cái sợ Trung Quốc đâm bè đi mẹ. Để nó Ottoman xử ra đây. Thôi rồi, không bán xe đâu. Nè. Lừa nhau thì chứ nó ọc xoài nữa. Bè mà em dây mà không có kịp trần vô nó cách tùm
thiếu thiếu anh Vincent thiếu tao. Đúng rồi, này có đại nhân rồi, có đặc biệt anh Vincent rồi, có những đại nhân vật gọi là tứ hùng những cái tinh thần này rồi. Được thiếu đâu. Quan trọng là tinh thần. À, nhiều đại nhân với lại yếu thì nhận nha, dạ này là toàn chia toàn bị theo file thôi. Kiểu đại nhân với Vincent. Vincent chia cân Tony Ford thì nhận nha. Thì bán Tony lấy cái này là vấn đề phải cho Tony vào thì mới cân với Vincent. Bây giờ này, bây giờ team nào bích trước á thì cứ bích Tony luôn, bích người đầu tiên cứ bích Tony luôn, rồi là bích tiếp liên đang xen là nó đều. Đấy, chỉ vậy là cân. Đúng rồi, phải cân trận này trận kia chứ. À, hiện về anh Clear về kênh của Clear BI tố cáo hả? Ok. Mọi người kênh Clear BI là hơn anh. Ông có chờ bắt bẩn không? Không biết hả? Mình đang nhờ thêm căn hộ không biết là được không? À, kênh bị... đăng clip sách rồi. Ở đâu? Anh đang của YouTube hay là TikTok? Nó mới bàn chứ. YouTube á. Hùng rất là vớ vẩn nha. Nghe léo nha, xây nghề được 40 mét. Đâu rồi. Muốn nó. Tìm đi bắt tìm khó nè. Ê, mày con em ơi. Đợi bố hay đợi bé. Em mới nghiên cứu mấy con bài rớt khỏe lắm anh Khanh ạ. Ôi, dè, chết mày. Lấy một mình thôi. Đọc nhẹ nó luôn. Con gì? Mới đây. Con Mali. Mali. Bài gì? Bài lên ba. Không. Anh có một bài Mali mà hiện tại là chưa ai dùng luôn. Yeah. Chưa ai dám dùng luôn. Đâu, anh nói đi em dùng cho anh xem. Phút người đọc người ấy. Mali đời 2 luôn. Oh my god. Mali đời 2 ra full kỳ nhẹ. Vậy cả lót nữa cũng được không anh? Được. Mali để kỳ nhẹ. Mali con giò. Không. Cái con giò bẩn này. Giò chứ. Giò. Cái con đó thì làm được cái việc cất gì nhỉ? Nó nghĩa là mày cảm giác này, mẹ bên kia ví dụ như nó có khoảng tầm độ 8 con kỵ nặng đấy chẳng hạn. Con Mali đã giọt nó tầm 15 con kỵ nhẹ. Xong lúc mà thằng kia lên 10 con là mày nghĩ là nó đẻ như giòi luôn. Xong nó vào mẹ nó đổi mạng hai thằng. Nó sẽ đổi mạng được hai thằng là ít. Xong rồi 5 con kỵ nặng là chém, 5 kỵ nặng của khác là chém. Đâu. Có chém được cái cục cứt. Mẹ 5 con kỵ nặng rồi mà chém. 5 nhầm con mẹ rồi. Nhầm nhá. Gì á? Nhầm. Cái đấy gì á? Sớt đánh nhanh thôi, nhầm. Căng quá. Nhanh là cái gì? Không biết cơ mẹ kích hùng ạ. Dội đi hóng ảo. Lại nha. Kích hùng ghê, hùng dạy đánh ẩu lắm. Kích tông đấy. Thì hôm nào anh thử về đấy cho mày xem. Không, bây giờ em thử luôn đây, anh không phải sợ. Thôi, tại vì mày vào mày không cần ăn, mày không cần làm gì, mày vào mình ở đề 2 mày chỉ có ăn mỗi thịt, ăn cả ruộng luôn được, mày xây ruộng ở nhà cũng được. Xong mày sóc cho anh tầm, lúc đầu mày sóc tầm 5 nhà kỵ, xong mày sóc đến 10 nhà kỵ. Xong dân rồi, vội, xong dân đi. Mày kinh khủng cực luôn. Xong dân ăn đá. Bây giờ em thử luôn, thử cho tao. Xong vàng rồi mình tự tăng mà. Vàng rồi tự tăng. Nhưng mà mình đánh giò hay là đánh sofa? Đánh giò luôn, đéo cần... Có, về sau nghĩa là cứ thừa vàng là sóc sofa, hiểu không? À. Thừa vàng sóc sofa. Còn đâu phun kỵ nhẹ. Cái cảm giác là mày phải cảm giác mày quân của mày lúc nào đông phải gấp 3 rồi thằng kia luôn. Nếu mà thằng Pháp bên kia mày đông gấp 3 thì thôi, thằng này bị bệnh. Con giò mẹ, con kỵ nặng này chém 3 nó chết tỏi. Nó vào nó bổ dân, nó đổi dân với mày cơ. Và đổi dân nó còn lãi cơ. Kỹ năng luôn, chạy về chém dân. Ừ, nó chạy sông sục còn nó chém dân. Không có solo. Đéo chứ mày làm ăn dặn luôn. Là kiểu chạy quay luôn. Dòng luôn á. Ừ. Anh có việc nào ấy, kéo ạc co co vào đánh cực khó chịu luôn, khó chịu bình thường. Hôm tao bị một thằng làm máy đấy, làm máy rồi. Cái kẹt rau dưa này mình gặp mấy cái thằng cương. Lúc đầu tao đi là hùng là bảo mẹ mấy cái con kỵ nhẹ này. Nâng cấp công nghệ y tế đi. Mẹ về sau nha, kỵ nhẹ nó đông và nó lùa cả kỵ nặng của Pháp chạy luôn. Lùa như chó luôn, khổ cực. Con gì ấy, con mực cho con sofa hả? Không, con kỵ nhẹ, cái con ngựa giò của bọn Mali ấy. Đánh như kiểu... Cái bài này là vừa ngủ vừa bài xí đấy không phải là. Bài đấy không phải là bài mạnh, mà bài đấy bài bất ngờ. Điếu ai đánh như thế luôn. À, bây giờ em luôn nữa.
bất ngờ vãi lồn luôn. Hôm đồng đội mình bất ngờ đúng không? Hôm đấy đánh ở map map gì nhỉ? Map vua vùng đồi. Có mẹ thằng này đánh cái đéo gì này. Sau lúc sau con mẹ nó lại nó đốt. Nó đốt thế cả lên map thì... đấy là chơi mấy map bọn nó không ra quân. Ở sân cả đá vùng đồi thì không ra quân. Mịt mày. Tao lại vùng đồi chứ nó bọn nó lết. Vua vùng đồi lên à? Ok. Hợp lý à, nhầm vô ông đồi à, ta tưởng đồi đạo kiểu nó mất lại được sau thôi, cũng 10 mét kìa. Ôi, chát, lỏng lỏng bị điên rồi. Lỏng bài á là. Tốt tù mình trong tay của Hùng. Đâu, con Mali đâu? Ấy. Mali của Tuấn này. Cái con Mali của Khan chơi gió. Ủa, nó không có chơi được đâu. Truyền đạt cho Tuấn, thì mẹ Tuấn hát dụng như kiểu rồi đi. Không, em sẽ chơi bài của anh Khan nhưng mà nâng lên tập cầu mới. Em phải lên 4 để chơi giò phải đầy 4 cơ đúng không? Giò đời 2 đều ăn thua. Không, mày chơi cái đấy nhưng mà mày phải làm theo tao. Mày sóc đến chết ở đầy 2 luôn. Thua cũng được. Ôi, đánh 1 2 này. Mày sẽ cái cảm giác vậy. Có cái cảm giác này quân của mình nó đông như giỏi, sướng cực. Nhưng mà sao còn gặp bọn này kim thế nhỉ? Thôi, không chạy gì. Đấy, thằng Lumber kẹp nick chính vào Lumber ơi. Thế là em chơi kỵ đấy nhá. Ok, bây giờ mày test mày đi. Mày test mày đấy, mày chứng minh mày đấy là dùng được. Anh không nó mạnh nhưng nó đấy là bài rất bất ngờ luôn cho đối phương luôn. Vì nếu mày tông bài của nạc cũng giờ mình đi hay là mình cứ đi lẻ? Ờ, hai kiếm. Đi bầy đàn đấy. À, đi của bầy đàn ấy. Giờ này phải gặp mấy chim. À, nó kiểu như là cái kỵ binh dâu lửa nhưng mà hạng pro hơn đúng không? Ngay đời hai đã có rồi. Với cả mình vào mình đổi dân với nó ấy. Tao lấy em lấy anh ơi. Vì nhá cái con này nó sóc nó đéo cần gỗ. Cái bình thường mà sóc kỵ nhẹ mất 20 gỗ không? Không cần gỗ, không cần vàng, cần thịt thôi. Ta cần cái đéo gì mà thịt không. Thế là mày, mày nói chung là mày sẽ không mất quá nhiều gỗ để xây nhà e, hiểu không? Ok ơi. Hết quân chảy xuống rồi. Không đến chết. Đến chết rồi. Mẹ đó. Tại cái lót em trong cánh là có chạy được không ta? Chắc được. Đầu cánh không sợ. Mày sợ thì mày đóng cái ụ cái chòi này. Okay. Hay là chính mày nâng cái nhà kia như là nâng gì cái nhà đấy. Sợ thì mày nâng mày cứ lấy cái đó mỏ đá man xa mà chơi. À, em sợ. Có vàng thì. Vào chọc nhà Trung Quốc rồi nè. Thấy cái kia cũng được, tranh thủ nhẹ. Mày đi còn mày đồng đội như cái đồ bùi. Đấy, solo con Ultraman nữa. Ngày vẫn cả. Bốn lên hai nhà chính, ba nhà chính. Cái lô gì đây? Ngọc Anh Quốc đầu cánh mày sát dần sạt luôn nè. Đời không ai hay chứ ngờ. Nói chung là trong những cái con mà phải đối đầu cánh, con Anh là con đáng ngại nhất luôn. Phải bơm cho em một tấn kill đâu. Bà mẹ nó cầm một đống kill đòi bơm cái đống. Nhưng mà em nó xa nhà quá. Mày về em trả lại. Em trả lại gấp đôi, được không? Đôi kill lồn. Mày tao đang ở nhà tao, đang ở nhà mày. Đéo chịu. Về trả kill cơ, cứ thích đi nhặt cơ. Con mẹ nó xa nhà kỵ rồi ạ. Chạy lót ra giáo thôi, con mẹ ngoãn mất. Em không kịp ra nhà giáo rồi. Đi rồi, từ đây nó chạy ra chỗ mày. Kịp xây. Vẫn kịp anh ạ. Tất nhiên là kịp. Vừa kịp luôn.
đang cơ cấu Ottoman này chỉ cung rồi cơ cấu Ottoman chỉ kỵ à. Anh cung song phẳng với con anh được không sao đâu. Đâu con Ottoman này không có là đánh với con anh mới đầu phải giá trị. Tất nhiên là dễ chốt cung nhưng mới đầu phải giá trị. Đầu nó sẽ hơi khác tí. Điều kỵ cung dễ hơn là điều kỵ điều cung giáo à. Nhưng mà bà melee đó chỉ chết tiền thôi chứ sao chết solo đâu. Thì đang nói là chơi team thì bất ngờ chứ đối phương. Mẹ chơi bà đó trên solo nó quấn chồng lắm rồi. À chơi cái bài đấy, chơi cái bài ngáo ngơ đấy. Chơi full kỵ giò thì vài con giáo bẩn nó đủ nhà nó ăn cứt. Nó chọt cho lòi rồi. Con nó chết mẹ rồi. Ê sao được, đang ra nhà giáo, chết đấy. Chết rồi. Bố hùng cao đá này. Anh em đi cho đi chuẩn bị bốc mộ bốc mộ anh em. Còn anh biết đánh đấy, còn anh ăn quả luôn nè. Biết đánh đấy, biết đánh đấy. Mấy cái thằng sáu dưa này mà nghĩ ăn được em mà.